xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đi đến ủy ban thành phố, tức là mairie, bên Pháp gọi là mairie, Việt Nam gọi là ủy ban thành phố. Đây là chỗ ủy ban thành phố đây. Đây là cái plat để mình làm cái passport đi du lịch vòng quanh thế giới. Đây cái nhà này là cái nhà của ủy ban thành phố đây. Cái nhà này nữa, nhưng mà nhà này nó không có làm về giấy tờ đó, nó làm về giấy lái xe, bằng lái xe đây. Chỗ này là cái chỗ plat này là chỗ vui chơi thôi. Rất đẹp ha, thành phố rất đẹp. Chỗ mình ở đây và chỗ bên kia là cái nhà thờ đó, nhà thờ rất là bự đó. Và hôm nay bây giờ tháng 7 thì nó ít người, tháng 7 thì nó đi du lịch hết rồi, đi nghỉ hè hết rồi, nó ít người lắm. Bây giờ thành phố rất là vắng người. Đây mình đang vào cái hành lang của cái đường vào thành phố, ủy ban thành phố đây, gọi là mairie, tức là làm giấy tờ đủ thứ hết đấy. Đủ thứ như đây, xe điện dài. Hai bên đường xe điện chạy thì rất là đông cửa hàng đó, nhưng mà cái tháng 8 này thì nó cũng bớt khách rồi. Đây cái xe điện này. Đây là trước cửa của cái ủy ban thành phố đó. Xung quanh nhà thì cũng không phải là cao tầng cho lắm, 3-4 tầng thôi, trong có nhiều là cao tầng đâu. Đó, đây là ủy ban thành phố đây, thấy không? Đó, ủy ban thành phố của mình, chỗ mình ở đây đó. Bây giờ mình vô đây để đi làm giấy tờ, bây giờ mình đi lên đó. Đi vô đây thôi. Đó là bây giờ mình làm lấy giấy tờ xong rồi, bây giờ mình đi ra đi về đó. Đây bây giờ mình quay cái cảnh chỗ cái này cho các bạn coi, rất đẹp đó, rất đẹp, trong thành phố rất đẹp đó. Chỗ mình ở đó, thành phố đó, cảnh quan rất đẹp. Đây chỗ cái công viên. Đấy, đó xe điện đang chạy xuống. Xe điện đó. Đó xe điện chỗ mình, chỗ nơi mình ở là nó chạy bằng xe điện này nè, chứ nó không chạy bằng xe ca đâu. Cái này nó chạy bằng điện, nó không có pollution. Rất đẹp chỗ nước. Đây cái nhà thờ đây, đều ở trong thành phố đây. Nhà thờ đó. Chỗ chơi mùa hè. Bây giờ người đi nghỉ hè hết rồi cho nên là vắng người. Đến tháng 9, tháng 10 thì người như kiến ở đây luôn, không có chen đi được đâu. Bây giờ thì vắng vẻ, thoải mái, yên tĩnh. Có cái xe điện đến nữa. Rất đẹp. Xung quanh nữa. Xung quanh thành phố đó. Xung quanh cái chỗ cái ủy ban thành phố đó. Rất đẹp đó, xe điện nó bấm chuông rồi nó đi về đó. Đó, nó tạm nó ngừng lấy khách xong đi đó, xe này nè, coi. Nó đền thui như là xe chiến tranh nhỉ, ô rồi đó. Đẹp không?
Người cũng thưa thớt thôi, không có được đông lắm. Nhưng mà vậy là thoải mái, đông quá không tốt. Chỗ nước này đẹp. Hoặc là đây vẫn trong thành phố. Bây giờ mình đi làm, mình đi tìm cái tiệm chụp ảnh, chụp hình để làm passport. Có hình mà nó không chịu, phải là chụp cái mới. Đây cái quán uống nước ngoài đường. C'est pas ici. Tao đi làm giấy tờ xong đến cho cái giấy tờ thế này để khai này. Để đi làm passport này đó. Đó, nó cho cái này phải khai mất công quá. Rồi á. Phải có những giấy tờ này này, kèm theo những cái này này, ô tô ảnh gì đủ tùm lum rồi đó, các national identity này. Đó, tùm lum này đó. Đây này này, đó. Mấy cái này nó đòi hỏi nặng đó. Nó gạch cái màu cam đó. Rồi đến ngày này nó mới hong đi vu nó mới. Đến ngày này nó mình mới đi làm được này. Đó 20 tháng 9 này. Nó mới lấy đi làm passport được. Làm xong rồi bắt đầu mình mới có cái passport. Mình đi du lịch các nước trên thế giới được. Còn Âu Châu thì không cần. Đi trong Âu Châu thì các điểm tiêu được rồi. Nhưng mà đi thế giới là phải, đi về Việt Nam là phải có cái này. Để mình khai tiếp và đi nộp. Hy vọng là cuối năm sẽ có giấy tờ làm chuyến Việt Nam chơi coi.